Việt Nam Xanh xin kính chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Huy, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình Việt Nam Xanh ngày hôm nay. Trước hết xin mời quý vị và các bạn hãy đến với thông tin cập nhật từ 7 ngày xanh. Để triển khai các nhiệm vụ trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, đã có 9 dự án trọng điểm phục hồi môi trường được công bố. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì 3 dự án, gồm dự án tăng cường năng lực quản lý môi trường theo phân vùng môi trường, dự án tăng cường năng lực quan trắc và cảnh báo môi trường, và đề án thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường nước, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, sông Ngũ huyện Khê. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chủ trì và phối hợp với các bộ ngành, địa phương triển khai dự án phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên đã bị suy thoái. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao chủ trì 5 nhiệm vụ quan trọng, gồm tăng cường năng lực phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu vực xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh, xây dựng và nâng cấp trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí tại các đô thị đặc biệt, đô thị loại 1, 2, xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất ở khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Cuối cùng là cải tạo, phục hồi môi trường các khu xử lý, bãi chôn lấp chất thải rắn đã đóng cửa. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Theo đó, gia đình cư trú tại vùng nông thôn chưa có công trình cấp nước, công trình vệ sinh hoặc đã có nhưng bị hư hỏng, cần phải xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa sẽ được vay vốn, mức cho vay tối đa là 25 triệu đồng, một loại công trình trên một khách hàng, và do Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai. Khách hàng được vay vốn để đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hai loại công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Như vậy, khách hàng vay vốn từ chương trình này có thể vay tối đa đến 50 triệu đồng thay vì chỉ 20 triệu đồng như trước đây. Lãi suất cho vay 9% một năm và thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách Xã hội thỏa thuận với khách hàng nhưng tối đa là 60 tháng. Thưa quý vị, đất chật người đông, những tòa nhà chọc trời được coi là đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thành phố Hồ Chí Minh đâu chỉ có vậy. Ẩn mình giữa sự ồn ào náo nhiệt là những con hẻm nhỏ bình dị nơi mà những mảng xanh cây lá đầy sắc màu của hoa cỏ mang đến một bầu không khí trong lành và mát mẻ, tô điểm thêm cho nét đẹp của thành phố Hồ Chí Minh. Trong những con hẻm ấy, nhiều bức tường xanh được người dân chung tay xây dựng qua nhiều năm, tất cả đã và đang tạo nên một thành phố Hồ Chí Minh không những năng động hiện đại mà còn đậm chất thiên nhiên. Hơn 3 năm qua, con hẻm 80 Cao Thắng, phường 4, quận 3 trở thành không gian chữa lành của người dân nơi đây. Việc xây dựng bức tường xanh này xuất phát từ ý tưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường 4, quận 3, được người dân trong hẻm tích cực hưởng ứng, chung sức, chung lòng. Sáng sớm mình mở cửa ra, mình đi làm, mình đi buôn bán, mình đi học. Rồi mình thấy có cái mảng xanh trước nhà mình trước mắt cái đầu tiên là mình cảm thấy con người mình nó nhẹ nhàng rồi. Mà khi mà mình cảm thấy con người mình nhẹ nhàng thì cái nghĩa là mình sẽ có cái luồng tích cực. Mình làm việc cũng tốt, học tập cũng tốt hoặc làm cái gì nó sẽ tốt. Một người khách quan đi ngang thôi thì cũng thấy là nó có sự mát mẻ, tươi xanh. Đó. Rồi cái thứ hai là người dân ở đây thì cũng thấy cuộc sống thoải mái nữa. Nhưng giờ cô mở cửa ra, cái cô nhìn qua, con thấy không? Thấy cây xanh cũng vui. Ước gì đi đâu cũng được vậy thì tuyệt vời quá. Bức tường ở hẻm 95, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh này, trước đây là một mảng trống, nhưng hơn 8 năm nay đã được khoác lên mình tấm áo mới nhiều màu sắc, được tạo bởi giỏ hoa lung linh cùng với những bức họa mang nhiều thông điệp được người dân và địa phương tạo nên. Cây xanh thì do chú trang bị hệ thống tưới nước tự động, rồi cây thì chú trồng thay thế thì thường xuyên, rồi phân bón rồi. Còn cái tranh này là của đoàn thanh niên. Mỗi khu phố đều như vậy hết thì phường sẽ đẹp, rồi khu phố sẽ đẹp, dân sẽ được hưởng về môi trường xanh đẹp, sạch. Làm cho cái thành phố của mình thì nhìn nó cũng xanh sạch đẹp hơn, rồi nó cũng mọi người thấy đẹp thì cũng có ý thức là bảo vệ cái môi trường hơn, là không có dục rác bừa bãi. Mong muốn là ở thành phố mình á là sẽ có thêm nhiều những cái con hẻm xanh như thế này. Dự kiến từ tháng 8 2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai 500 khu dân cư sạch đẹp. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 1.500 khu dân cư như thế này. Thành phố Hồ Chí Minh với những con hẻm ngoằn ngoèo, chật chội, bí bách,
rồi sẽ được khoác lên mình những mảng màu xanh, sắc màu của hoa, gần gũi với thiên nhiên, qua đó tạo nên một môi trường trong lành, đầy sức sống. Hà Nội đang hướng đến quy hoạch rừng trong phố với nhiều dự án thí điểm đang được các tổ chức cộng đồng thực hiện. Từ một bãi rác lớn với sự chung tay của nhiều cá nhân, tổ chức, chính quyền và người dân, khu vực bờ sông Hồng thuộc đoạn phường Trương Dương và phường Phúc Tân giờ đã có sự lột xác sau khoảng 4 năm, trở thành khu công viên, rừng khang trang và sạch đẹp. Mô hình trên cho thấy tiềm năng và cách tiếp cận mới trong cải tạo không gian công cộng tại thủ đô. Hơn 200 tấn rác được dọn dẹp, nhiều nhà dân trong hành lang thoát lũ được giải tỏa. Khu vực bờ vở từ Trương Dương đến Phúc Tân đã có diện mạo mới, xanh, sạch hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều những thách thức phải giải quyết, nhất là vấn đề thoát nước sinh hoạt. Ngoài tạo không gian công cộng cho người dân, khu vực công viên rừng còn giúp gìn giữ, bảo vệ môi trường sinh thái. Không những vậy, dự án còn cải tạo nguồn đất bị ô nhiễm, chống sạt lở, đồng thời kết nối con người với thiên nhiên và kết nối mọi người với nhau. Khu vực bãi giữa, bãi bồi ven sông Hồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thuộc địa bàn phường Trương Dương và Phúc Tân với diện tích khoảng 23 ha. Dự án cải tạo bờ vỡ sông Hồng tại ngách 43/32 ngõ Bạch Đằng, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, giai đoạn 1 đã cải tạo thành công trên diện tích 9.000 m2 với tổ hợp các khu vườn rừng giữa phố và các khu thể thao vui chơi công cộng. Dự án bờ vỡ sông Hồng cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang tiếp tục được quy hoạch, cải tạo. Mặc dù có sự điều phối của các tổ chức, doanh nghiệp về mặt hành chính, chuyên môn, nhưng yếu tố công cộng vẫn được đặt lên hàng đầu. Không gian công cộng trước hết thuộc về người dân và họ chính là chủ nhân của chính không gian của mình. Tính đến hết năm 2023, các chuyên gia thống kê được 140 loài cây đang sinh trưởng tại rừng bờ vỡ Phúc Tân và Trương Dương. Các loài thực vật trải dài từ khu đất cao đến các bãi bồi, xuống đến các khu bán ngập hay ngập nước. Về chiều cao, các loài thực vật ở đây có chiều cao dưới 15 mét cho xuống đến vùng nước sông. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loài chim, thú nhỏ, bò sát lưỡng cư, đến các loài thủy sinh cư trú, kiếm ăn, sinh trưởng và phát triển. Xây dựng gìn giữ đường phố sạch sẽ an toàn trật tự đó là trách nhiệm của mỗi người dân đang sinh sống, làm việc, hoạt động từ thành thị cho đến nông thôn để tạo nên một không gian xanh trong chính môi trường sống của mình. Và trong tiểu mục xu hướng xanh ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với ba mẹo nhỏ để cùng nhau xây dựng thói quen làm sạch khu phố, làm sạch môi trường sống, chung tay giúp cho khu phố trở nên sạch đẹp hơn. Bắt đầu đóng góp vào sự sạch sẽ của khu phố bằng cách giữ cho căn nhà của chính bạn luôn đẹp.
Một trong những cách làm đẹp ngôi nhà của bạn là trồng cây xanh hoặc hoa xung quanh để tăng vẻ đẹp tự nhiên. Ngoài việc trồng đẹp, cây cối hấp thụ khí carbon từ không khí và thải ra oxy, tạo ra một không khí dễ thở hơn. Nếu là vườn, thường xuyên cắt tỉa cành cây, cắt cỏ để giúp khu phố gọn gàng và sạch sẽ. Thứ hai, dọn dẹp rác thải, cùng nhau chung tay đảm bảo sạch sẽ tại chính con đường trước cửa nhà, đảm bảo không gian vỉa hè sạch sẽ, thông thoáng. Bên cạnh đó, tự tạo dựng ý thức cho chính bản thân mình bằng cách đặt rác vào đúng thùng rác được phân loại, tái chế những sản phẩm cần thiết như vỏ chai nhựa, vải vụn. Thứ ba, cùng hàng xóm, tổ dân phố hay tổ chức địa phương tạo nên các sự kiện, chiến dịch làm mới, làm sạch môi trường sống. Theo đó, những buổi lao động tự nguyện dọn sạch con phố, vẽ tranh trên tường, trang trí con phố cũng là một trong những cách tạo ra điểm nhấn và giúp cho con phố của bạn xanh, sạch đẹp hơn. Mọi việc bạn làm trong khu vực của mình sẽ là một nỗ lực nhóm, tuy vậy, bạn cần phải có người khác tham gia. Với sự vào cuộc của tổ dân phố, đoàn thanh niên, lực lượng trẻ hay đại diện trên địa bàn, sự chung tay và vào cuộc của cộng đồng sẽ tạo nên nhiều chiến dịch có ý nghĩa trong việc cùng chung tay bảo vệ môi trường sống. Quý vị khán giả hãy lưu nhớ khung giờ của chương trình Việt Nam Xanh vào lúc 22 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh VTC1. Chương trình được phát lại vào lúc 13 giờ thứ 3, thứ 5 và chủ nhật hàng tuần trên kênh VTC1. Xin mời quý vị chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.